đã đi ăn mình mới chán rồi. Là giờ lý thế tổ này ăn ốc. Sao mà đi ăn mình này? Bạn bè đâu? Ăn mình thôi, bạn bè nó ở xa hết rồi. Vợ chưa? Xấu quá vợ chưa? Vợ con gì tầm này trời ơi. Nhìn thấy còn non mà. Còn ngon hả? Còn ngon phải là còn ngon nha ba. À còn ngon hả? Tưởng kêu còn ngon nhá. Đơn này ứng cost 140 các bạn. Mình chỉ để cost 200 thôi cho nên là những cái đơn cost mình đi là toàn là ứng dưới 200 không à. Ứng 140. Đây mình chỉ với các bạn này, bạn nào chưa biết, mấy bạn mà đi cost á, mấy bạn người mới á, để coi mà khách có uy tín không á. Ngay chỗ phần tên khách này có cái dấu tích nè. Bấm vô đây, đó. Là nó sẽ hiện ra cái số đơn mà khách hoàn thành. Đây, đơn thành công 2818 trên 2819 là rất là nhiều rồi ha. Cho nên là đơn này uy tín ha. Đơn cost cũng 1733 nè, trên 1734 khá là nhiều ha. Cho nên là không sao. Ừ, có 140 đúng không anh? Tôi cũng một thời chơi cái này rồi nha. Cái này là cái đầu vép, cái đầu tinh dầu anh em, để cắm vô để hút. Tôi chơi từ thời 2017-18 gì á. Hai đầu này 140 160. Rồi. Về phỏng vấn đúng không ạ? Số em gọi theo bao không vậy? Dạ 18 nghìn. Rồi em cảm ơn chị. Dạ. Anh về nghỉ quý anh đúng không? Em về Lý Thái Tổ hả? Em biết đường đi không? Hả? Em biết đi. Đi thẳng thì nó xa hơn á. Đúng rồi. Ủa nó là tiệm cắt tóc hả? Em mới đi cắt tóc hả? Em mới đi gội đầu. Đó là spa hả? Đúng rồi. Đó là spa gội đầu. Ủa sao thấy nó sai sai vậy ba? Sai hả? Đúng rồi, sai gì? Lý Thái Tổ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đi ngày về Lý Thái Tổ rồi. Đi ăn ốc mà nó không đổ hay gì, nãy giờ bút xe đi ăn ốc bị hủy mấy tuần. Đi lại ăn ốc ở đâu rồi hủy? Đi Thái Tổ đó. Bút xe nãy giờ pha hết 3 lần và 2 chuyến trước tài xế bị quỷ không à. À là bút bi luôn hả? Tài xế bị thương xe, nhờ mắm quỷ giùm. Mình đang lưỡng lự chứ mà bút xe đó, cái quỷ là cho mình bất phấn ghê. Đã đi ăn mình mới chán rồi. Là giờ Lý Thái Tổ này ăn ốc. Sao mà đi ăn mình này? Bạn bè đâu? Ăn mình thôi, bạn bè nó ở xa hết rồi. Bạn bè giờ nó có hai thể loại. Thể loại là ở xa quá, thể loại là nó có gia đình rồi. Cho nên là nó bận chồng con rồi. Em được 23 chưa? Trời ơi, trẻ dữ vậy à. Dạ hơn. Dạ hơn luôn hả? Tháng 7 hết cốt quá. Tháng 7 không? Bạn này nhiêu tuổi? Mình hả? Mình năm nay 28 hả? 28 là tuổi thứ 6 hả? Đúng rồi. Ồ,
sao mình có đi cái xấu gì ta. Chứ bên đó bao nhiêu? Trời ơi, đang để cái móc khóa hình con chuột luôn á. Nhưng mà quan trọng là bên đó bao nhiêu nè. Trời dạ. Nói lớn hơn cô cái tôi xỉu luôn á trời. Lớn hơn. Lớn hơn luôn hả? Chết rồi. Hố rồi, hố rồi. Vợ chưa? Xấu quá vợ chưa? Vợ con gì tầm này trời ơi. Nhìn thấy còn non mà. Còn ngon hả? Còn ngon, phải là còn ngon nha ba. À còn ngon hả? Tưởng kêu còn ngon chứ. Thì còn ngon thiệt mà. Chưa có vợ là còn trẻ trẻ rồi, còn ngon rồi. Trẻ tân luôn. Tầm này lo đi làm vợ con tính sao chứ buồn chưa có nữa. Ủa sao giống người Đà Lạt quá vậy trời? Không. Người đâu vậy? Mình ở Bình Thuận. Bình Thuận hả? Đúng rồi. Ôi ơi, Bình Thuận là biển đó. Hai tiếng Bình Thuận ấy. Biết rồi, mình ở Nha Trang nè, ngang Bình Thuận hoài. Mình tính xấu, mình tưởng đâu mình già rồi, ai nhờ đâu có chị lớn tuổi hơn mình nữa. Chết thiệt chứ. Giờ ra đường mình 96 mình toàn kêu anh không à. Chứ giờ mấy bé, giờ 2K2, 2K5, giờ lớn hết trơn rồi. Mà sao mấy đứa 2K mấy giờ nó già lắm nha. Đúng rồi. Ê, hình như đi đường này nè. Không, đi tuổi này. Trời ơi. Ê, không có tiền ốc của mình nằm đây mà. Vậy là bạn bút sai địa chỉ rồi nha. Địa chỉ bao nhiêu, bút bao nhiêu? Nè, có quán ốc mà. Ốc lề đường thôi. À, không, đấy hả? Ốc này ăn mình nó đỡ ngại chứ mấy quán cũng chừng chừng ăn mình ngại lắm. Rồi, cảm ơn. Ăn nào về? Ăn là hết về thôi chứ. Ăn mình thì ăn cũng lắm mà ba món này hết bao nhiêu. Thực tình là tôi vừa mới đi ăn hủ tiếu luôn, chứ không vừa tôi ăn luôn á. Mới đi ăn hủ tiếu xong là 20.000. Nè, cảm ơn nha. Thank you, Vietnam Meal. Bút dính lại vô nha. Ờ, ăn xong nhớ bút nha. Trời ơi, thật sự là bạn này cũng nói chuyện dễ thương đó anh em, nhưng mà không phải gu tôi không thể nào mà đi vô ăn với bạn được. Cái nào nó đúng với cảm xúc của mình thì mình mới làm được, chứ mình không thể nào mà lừa dối cảm xúc của mình được anh em. Nói chung là bạn cũng bật đèn xanh cho tôi rồi, nhưng mà biết sao giờ anh em ơi, giờ không đúng gu thì sao. Thôi ngồi đây đi, khi nào lỡ đâu biết đâu mà lát bạn bút trúng tôi nữa thì cái đó gọi là có duyên rồi. Về thích mật thể đúng không? Ờ, anh đứng như đây mà nó nhiêu tiền anh? 29.000. Cảm ơn trai nha. Đi nào anh đi thẳng luôn à. Dạ, trời ơi, nó ở nhà gì tốt quá vậy? Dạ, ủa, chị muốn thẳng á. Có đường đi ngoài vô chổng mấy chục nhà trong á. Rồi, cảm ơn anh nha. May là anh bạn này anh cũng kiểu chủ động á, chứ hả giờ mà kêu anh em nhìn cái đường nè, nhìn cái đường hai bên nó tối thui. Thì tôi thấy nhà đó nha, một cái đèn nè đó, còn cái đường này thì bây giờ anh em kêu giờ chạy vô sao thì tình luôn á. Nãy mà nó kêu bạn này mà bạn kêu tôi chạy vô chắc tôi quéo cò luôn á anh em, sao mà dám chạy được đúng không. Cái đường vậy á mà cũng có người nó để cái bảng hồi trước là cho thuê trọ kìa, thì tiếc là ở trong đó có trọ đó mà sao dám vô đúng không. Rồi tôi chở ổng trên đường, ổng kiểu là chấn an tôi đó anh em, làm tôi càng sợ hơn nữa. Ảnh ngồi sao ảnh cứ kêu không sao đâu, đường này làm gì cướp gì, ảnh nói túa là xu hết. Kêu hồi xưa vắng chứ giờ đông lắm, mà cái đường ngay cắt lái ngay quận 2 này trời ơi nó vắng tanh, hai bên toàn là cây không à. Rồi nãy mà kêu chở vô cái đường đó nữa chắc tôi thôi anh ơi, anh xuống đi bộ giùm em, tại vì ổng đặt trên đây là 1000 mấy sẹt nữa, sẹt 3 mấy rồi sẹt 10 mấy nữa anh em. Rồi kêu tôi chạy vô trong đó, trời ơi thôi con xin người. Gặp lại người quen nữa anh em ơi. Nói chung là chạy quận nhất thì vòng vòng gặp mấy bạn, nói chung cũng hên, nó có duyên á mới gặp lại á. Bạn này bữa trở về Dương Bá Chẹt nè, để xem lát các bạn có nhớ tôi không nha. 10 minutes later. Này ra lấu rồi hả? Đang may xỉn quá hả? Xỉn quá à, có nhớ tôi không? Hơi nhớ cái túi. Hả? Hơi nhớ cái túi. Hơi nhớ hả? Không. Số giờ bắt mi mà gặp 2 lần chưa? Không. Không hả? Còn đây gặp rồi đó. Hình như lần 2 rồi đúng không? Ờ thì lần này lần 2 nè. Chắc không nhớ rồi, xỉn là không nhớ rồi. Tên gì vậy, mất tiêu rồi. Này đúng không? Đây trên. Rồi con.
Bạn xỉn quá rồi anh em ơi, xỉn rồi còn bấm điện thoại làm việc với chỗ làm nữa cho nên là không nói chuyện được luôn. Gặp lại người quen mà không nói chuyện được luôn. Em về chạy sơ soạn đúng không? Đang tính đi về thì em lại đặt chúng. Ồ vậy hả? Lại đặt chúng anh hả? Đúng rồi. Anh ngồi nãy giờ 2 tiếng mà không có đơn, xong cái anh đang tính đi về luôn. Tối giờ chạy em là cô gái đầu tiên á. Thảo. Thiệt, tối giờ toàn là chở con trai đúng không? Đang thấy chán chán rồi muốn đi về rồi. Tại vì vậy là muốn chờ gái đúng không? Ý là cho tí thanh xuân một tí, cho nó màu hồng một tí gì đâu mà chở con trai không à. Đây tôi chiều tối đến giờ đó hả? Không, anh chạy đêm mà, anh chạy từ 8 giờ tối. Là giờ này tầm 4-5 giờ sáng là anh về rồi. Quán em làm tới mấy giờ? Hôm nào mà đông thì 6 giờ, hôm nào cũng vắng vắng thì 3-4 giờ về rồi. Làm tới 6 giờ sáng luôn hả? Ừ. Cái gì vậy? Có lúc khách ở lại đến kiểu đến chiều luôn á. Nếu mà khách mà kiểu chơi thì cứ mở vậy thôi. À, làm khách về thì về. Là kiểu quán em mở xuyên suốt luôn hả, nếu mà khách chơi? Đúng rồi. À, là tụi em cũng phải... khách là còn mở chứ. Tụi em cũng phải ngồi chơi với khách tới chiều luôn. Nếu mà không tùy, nếu mà người đó phải ngồi với khách thì có thể về kiểu vậy. À, chứ ai lại mà ngồi đợi má không được cái gì hết, ngồi đợi cũng xỉu quá. Thường là em cũng về giờ này à? Ờ, 4 giờ. Cuối tuần thì ở lại lâu thôi chứ, thứ 6, thứ 7, ngày thường thì về giờ này. À. Rồi, đừng có mày đẹp mà. Rồi, đúng không? Em đứng đâu vậy? Anh đứng nghe cái show siêu live gì nè đúng không? Ok. Em về Nghĩa Quốc chung hả? Dạ. Hay thế, bữa chở em về lần giờ chở gặp lại nữa. Bữa anh chở em ở không, anh đi già. Ủa anh gì à? Kiệt á. À rồi rồi, nhớ rồi. Tại vì giờ này là anh về nhà nè, cho nên là em cũng về cái phút chung, anh về không lỡ. Đi đâu anh đáp chỗ ở đây? Ở đây. Em tưởng là không. À. Rồi cái em lên xe ạ. Em hỏi là anh về phút chung hả? Xong rồi chứ chạy lên tới đây nè, xong rồi chứ em mới những cái ông hỏi là Phúc Chu là gần chợ Khách Chân đúng không? Cái em hiểu gì ta cấn gì ta, xong rồi cái em mới hỏi lên em coi lại, em thấy là anh chưa tới, em thấy là anh chưa tới, xong rồi cái em mới kêu là anh sẽ chọc lại. Có nghĩa là ông muốn chở em đi ngoài? Nghĩ vậy á, ông nghĩ vậy á. Ông này bắt khách ẩu luôn. Ừ. Ý là kiểu ổng đi, ổng chạy ngoài, ổng chạy áp á. Cho nên là ổng thấy em hỏi, cho nên ổng ừ đại lên xe chạy vô rồi. Mà em đặt con chét mà đúng không? Đúng rồi, mà em không có để ý. Em buồn ngủ quá rồi. Chơi ở phối bộ hả? Đúng rồi. Anh ngồi nãy giờ cũng tiếng đồng hồ rồi, không có đơn, cái anh đang cũng đi về. Anh vừa đá chống xe cái là em đặt luôn á. Thế em đi chơi em cũng bắt xe đi hả? Dạ. Sao không đi xe của em cho nó tiện? Không biết đi xe đâu. Không có đi xe hả? Tính đến lần trước anh hỏi em gọi luôn. Hả? Lần trước anh có hỏi em gọi luôn. Chưa, em đâu hỏi đâu. Hỏi, hỏi cổ. Đâu? Anh gọi. Hồi trước anh chở em là em đâu nói chuyện đâu. Có mà. em lên xe em luôn. Anh là cái anh mà có cái camera trước nè, em nhớ mà. Cái này đâu phải camera. Ủa chứ đâu là cái gì? Cái này là cái máy wifi. Nói vậy là khá đúng rồi đó. Thì em tưởng cái này là cái camera nè. Cho nên em mới nhớ là anh. Em được 22 chưa? Trời, đang đúng luôn 2 giờ. 22 luôn hả? Em 22. Quá chuẩn luôn, chuẩn cơm mẹ nấu chưa. 22 tuổi mà chưa muốn đi xe. Học nhiều hết cái nói vậy. Em người Sài Gòn hả? Không, em người Nam Định. Ở Sài Gòn này mình phải biết đi xe mới tiện chứ, đi đâu cũng bắt xe thì nó bất tiện quá. Đúng rồi, nhưng mà ấy là em cũng gọi là em bị sợ. Em thấy được xá giờ em sợ quá. Sợ hả? Có bị cận không? Không, em không cận, nhưng mà kiểu em thấy chạy xe nó hơi nguy hiểm. Vậy hả? Mình phải vượt qua vùng an toàn chứ. Đấy là em bị sợ thôi luôn. Với lại em chưa có tự đi xe. Em mới biết đi xe đạp cách đây 3 năm. Cho vậy là cho tới bây giờ mà ngồi lên xe máy là em không biết chạy hả? Không.
Trời, em có anh chị em không? Em có đứa em Út mà. Trời ơi, ai chị em chạy xe giờ? Trời, không có ai chị em chạy xe. Xe đạp là em tự cố gắng em tập luôn á. À, em cố lắm rồi đó, là em chạy đi xe đạp là em đúng mừng luôn á. Thôi để mai mốt anh chị đi, chạy thay con nè. Đó, biết gì rồi, em sợ chạy xe chứ. Gặp mấy quả đó là em quýu liền luôn á. Rồi, tay lái yếu là quýu liền á. Nhưng mà hơi đúa anh tay lái lụi. Anh là chúng anh đi đua mà. Đi đua hả? À, anh mới giải nghệ xong rồi anh đi chạy xe ôm nè. Giải nghệ chạy xe ôm. Nghe đúng đam mê tốc độ luôn á. Hôm nào rảnh anh em mình qua Phan Thiết đánh video. Đi luôn hả? Trời ơi. Ủa Phan Thiết có bánh pizza nè. Em đánh chắc giỏi lắm hả? Không biết đâu, phải đánh đi. Đánh biết hả? Anh cũng thích đánh lắm á, mà tại không biết kiểu đi đánh một mình thì chán mà không biết rủ ai. Em thường rảnh khi nào? Rảnh một là lúc em làm xong. Là rảnh từ 2 giờ sáng cho đi hả? Nhưng mà ý là bình thường em cũng không thường đi ra đường giờ đó á. Hoặc là em mà có thì ốp á, em sẽ rảnh. Mình đánh lúc 2-3 giờ chiều thì sao? 2-3 giờ chiều cũng được, là trước khi em đi làm á. Thì đánh xong rồi em đi làm luôn. Đi tầm khoảng 4 giờ là ok, 4 giờ đẹp. 4 giờ. 3 giờ đi 4 giờ, còn cho con tiên đánh. Có được em với lại một anh Bi ngã xe này. Ngã luôn hả? Tại vì cái lúc mà nó chưa làm lại này nè, là nó đuổi còn gồ ghề lắm, lúc mà quẹo cái mà ấy là được, lúc mà đường nó mưa mới mưa xong nó trơn á. Thế cái rầm đúng em cái lúc đó em mới đỡ nó vậy, rồi em kêu là hơn hai mẹ mình không rớt xuống sông, rớt xuống sông mệt nữa. Không, do anh đó yếu á, chứ anh là tay lấy lụi mà. Không, lúc đó đường nó trơn thiệt. Lúc đó đường nó trơn luôn á, cái bộ té. Rồi đánh video nha. Đánh hết mình nha, anh không nhường nữa. Các bạn.